cuộc cạnh tranh của Nam thì sự chú ý tất nhiên hướng cả về Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là những gương mặt dự bị của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thấy được sự góp mặt của chủ công Lê Quang Đoàn, một cựu thành viên của Sanet Khánh Hòa. 70 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh với một tình huống phát bóng hỏng của vận động viên bên phía Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Bây giờ thì lượt phát bóng xoay đến người chuyền hai Giang Văn Đức. Và đã có một điểm số nữa cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Và ghi điểm của Tấn Khoa. Một tình huống phối hợp đánh nhanh. Chồng thành công, đó là pha dứt điểm của Văn Hạnh. Sau khì chia tay Thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Hạnh cũng đã có thời điểm khoác áo thể công Tân Cảng, nhưng anh thi đấu không thực sự thành công, không để lại nhiều dấu ấn. Đình Quý đã mang về thêm một điểm số nữa cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. 12-8 cho đội bóng áo xanh. Giang Văn Đức không được, bóng đã sang bên phần sân của Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Và đó là một tình huống chớp cơ hội của hàng trên Bình Dương. 13-8 cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang lâm vào khó khăn, cách biệt đang là 5 điểm. Phát bóng ra ngoài rất đáng tiếc, phát bóng của anh Kiệt. Trước đây thì vị trí chuyền hai luôn là một trong những điểm yếu, một trong những bài toán khó của huấn luyện viên Dương Tấn Vinh và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Ở mùa giải mà họ chen chân vào top 4 đội mạnh nhất ở sân chơi vô địch quốc gia thì chuyền hai của huấn luyện viên Dương Tấn Vinh đó là Thoại Khương, một cây chuyền hai lúc này đang trở về thi đấu cho đội bóng chủ quản Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là pha đánh bóng của Đình Quý nhưng bóng đi ra ngoài mất rồi, và 10-13 điểm bóng cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Pha đánh bóng của Quốc Huy. Trận đấu đang diễn ra với một thế trận tương đối là bất ngờ, khi mà đội bóng được đánh giá cao hơn lại đang phải bám đuổi điểm số. Lâm Văn Xanh có lỗi chạm lưới của chủ công mang áo số 14. Thêm một điểm số nữa cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Lâm Văn Xanh đã chạm lưới rồi, cái vai phải của anh. 15-10 cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Và đó là một điểm ace, một điểm ace của Trần Đình Quý. 16-10. Đã có tiếng chuông rồi. Huấn luyện viên Duân Dị bên phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ hai ở trong set đấu đầu tiên này. Một
lần nữa thì chúng ta lại thấy được tài năng của huấn luyện viên Dương Tấn Vinh, người đã gắn bó rất lâu với vật liệu xây dựng Bình Dương và luôn luôn đối mặt với tình trạng liệu cơm gắp mắm. Chúng ta có thể thấy rất nhiều những gương mặt quen thuộc, Quốc Đoàn hay là Hoài Hận, những cựu thành viên, cựu chủ công của Sa Đéc Khánh Hòa và Long An. Đập trông, tình huống đánh bóng chiến thuật và người ghi điểm đó là Văn Hạnh. Dự bị cho Văn Hạnh là Pinsarun, ngoại binh ở Campuchia. Nhưng tất nhiên là Pinsarun sẽ không thể thi đấu trên sân nếu như Randy vẫn đang có mặt. Theo điều lệ giải thì các đội bóng được phép thuê tối đa 2 ngoại binh, nhưng sẽ chỉ có 1 ngoại binh được thi đấu trên sân mà thôi. Phản đánh bóng của vật liệu xây dựng Bình Dương, người ghi điểm đó là Minh Đạt. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 17-11. Họ vẫn đang tạo ra được cách biệt điểm số tương đối an toàn với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 6 điểm. Điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 12-17. Bóng của Văn Hạnh. Lâm Văn Xanh phát bóng. Hàng sau của Công an Thành phố Hồ Chí Minh gần như là chôn chân. Họ đang rất thiếu một vận động viên có thể phòng thủ hàng sau ở trong tình huống vừa rồi. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 18-12. Giang Văn Đức chuyển cho ai? Randy. 13-18 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thay vận động viên. Giang Văn Đức rời sân và Trung Hiếu vào sân. Đó là sự thay đổi ở vị trí chuyền hai. Không được, một pha phối hợp không tốt của anh Kiệt với Quốc Huy ở biên 4. Tình huống mà anh Kiệt đã chuyển bóng quá mạnh. 14-18 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh và ngay lập tức thì huấn luyện viên Dương Tấn Vinh đã ra tín hiệu xin hội ý. Lần tham out đầu tiên của vật liệu xây dựng Bình Dương ở trong trận đấu ngày hôm nay. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì đã sử dụng hết cả hai quyền tham out của đội mình ở trong set đấu này rồi. Trước trận đấu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và vật liệu xây dựng Bình Dương thì một cặp đấu cũng rất đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh ở giải nữ. Ở bảng C của nữ đã khép lại với chiến thắng 3-0 cho nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có được 2 trận toàn thắng tại vòng chung kết giải hạng A quốc gia năm nay. Trong khi đó, trận đấu sớm nhất trong ngày thi đấu thứ hai này thì Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có được chiến thắng 3-1 trước SK Pernes Khánh Hòa. Chúng ta cùng xem lại pha đánh bóng của Randy. Điểm 15-18 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng của phụ công Quán Ngọc. 19-15 cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thay chuyền hai, Giang Văn Đức đã trở lại sân.
Trước thềm vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng quang ở giải bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Một giải đấu khởi động cho họ trước khi đến với Trà Vinh lần này. 16-19 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng xem lại. Lâm Văn Xanh là người bắt bóng một, Giang Văn Đức chuyển hai và người dứt điểm đó là Randy. Đó là một tình huống đánh len điểm cho Quốc Huy và Vật liệu Xây dựng Bình Dương, 20-16. Quốc Huy cũng là người phát bóng tiếp theo. Và bật cao và đánh bóng của Randy. 17-20 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Randy có thể nói là một lựa chọn ở phút 90 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà trước đó thì huấn luyện viên Vũ Văn Duân cũng đã thử nghiệm một tay đập tới từ Cuba tại giải Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, nhưng vận động viên người Cuba đã không để lại quá nhiều dấu ấn. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 18-21. Quốc Đoàn sẽ được tung vào sân. Quang Đoàn, cựu thành viên của Sân Khánh Hòa. Quang Đoàn thì Khánh Hòa cũng có một vận động viên tên Quốc Đoàn và thi đấu tay trái. Điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. 22-18. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Những pha phối hợp của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thiếu đi sự ăn ý cần thiết. Văn Hạnh, điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 19-23. Tình huống phát bóng của đội trưởng bên phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và đánh bóng của Trần Đình Quý. Đình Quý. Và set point cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Thực sự là diễn biến của trận đấu đang đi ngược với dự đoán của rất nhiều người. Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng được đánh giá cao hơn, bây giờ sẽ phải cứu tới 5 set point. Tình huống đánh hai chuyền không thành công của Giang Văn Đức. Điểm số thứ 25 cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương, 25-19, và Vật liệu Xây dựng Bình Dương là đội giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên.
một tình huống đánh hai chuyền không thành công của Giang Văn Đức. Anh đã bị Quốc Huy block. 25-19 và Vật liệu Xây dựng Bình Dương là đội giành phần thắng ở trong set đấu đầu tiên, một kết quả phải nói là vô cùng bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh, nơi có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu thứ 8, cũng là trận đấu khép lại ngày thi đấu thứ 2 của vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2024. Đây là huấn luyện viên Dương Tấn Vinh của Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Vật liệu Xây dựng Bình Dương là đội bóng đã phải xuống chơi tại giải hạng A sau khi họ thi đấu không thành công ở mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái. Còn đây là huấn luyện viên Vũ Văn Duân, huấn luyện viên trưởng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, người được giới bóng chuyền phổi đặt cho biệt danh là Duân Dị. Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng được xem là ứng cử viên số 1 cho suất lên hạng ở giải Nam năm nay, ở vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay. Tuy nhiên lúc này thì họ lại đang gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Vật liệu Xây dựng Bình Dương ở trận đấu mở màn của mình. Điểm đầu tiên của set đấu thứ hai đã thuộc về Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 1-0. Một tình huống đánh bóng đi chéo sân của Randy Tamamilang, chủ công quốc tịch Indonesia. Và ngay lập tức thì Vật liệu Xây dựng Bình Dương đã có được câu trả lời. Đó là pha ghi điểm của Tấn Khoa. Một tình huống đánh nhanh ở vị trí số 4. Không phải là một tình huống phối hợp đập chồng cùng với Trần Đình Quý. Pha ghi điểm của phụ công mang áo số 19 Tấn Khoa. Cuộc đối đầu giữa Vật liệu Xây dựng Bình Dương nói vui cũng là cuộc đối đầu giữa một đội bóng nhà nghèo với một đội bóng nhà giàu. Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng duy nhất trong số 8 đội nam có mặt ở giải năm nay thuê ngoại binh, và thậm chí họ không chỉ thuê một mà tới 2 vận động viên ngoại. Trong khi đó thì Vật liệu Xây dựng Bình Dương là đội bóng luôn bị xem là đội bóng phải thắt lưng buộc bụng. Họ không có được một nguồn tài chính dư giả, và sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia năm ngoái thì họ đã phải chia tay tới 3 trụ cột về đầu quân cho LP Bank Ninh Bình. Đó là chủ công Hoàng Xuân Trường, là đối chuyền Trần Anh Tú và phụ công Nguyễn Hùng Cường. Huấn luyện viên Dương Tấn Vinh buộc phải đôn những vận động viên ở tuyến trẻ lên thi đấu trên đội 1. Nhưng lúc này thì họ đang chơi rất ổn trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
đội Xây Dựng Bình Dương là đội bóng đã thắng set mở màn của trận đấu này với tỷ số 25-19. Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ buộc phải lấy lại được niềm vui cho những người hâm mộ đang có mặt tại nhà thi đấu Trà Vinh. Và xử lý vừa rồi là của QMC. Bóng ngoài và điểm cho vật liệu Xây Dựng Bình Dương. Dường như là các thành viên của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bóng đã khẽ chạm vào vận động viên của Bình Dương trong tình huống vừa rồi. Hãy xem bóng có chạm trán hay không. Pha đánh bóng của Randy. Góc quay chậm này thì theo cá nhân tôi, bóng đã chạm vào tay chắn của Minh Đạt. Nhưng quyết định của trọng tài đã được đưa ra. Trọng tài Trần Thanh Phong cho rằng bóng không chạm chắn và trận đấu tiếp tục. Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A năm nay không có công nghệ video challenge. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 4-3. Huấn luyện viên Dương Tấn Vinh sau mùa giải vô địch quốc gia 2019 rất thành công với vật liệu Xây Dựng Bình Dương, anh đã từng nhận được những lời mời lên làm trợ lý huấn luyện viên trên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Dương Tấn Vinh đã phải lỡ hẹn với cơ hội đó, bởi lẽ vật liệu Xây Dựng Bình Dương cần anh. Đội bóng này không có nhiều huấn luyện viên để tham gia huấn luyện, và huấn luyện viên Dương Tấn Vinh không thể bỏ mặc cả tập thể để lên nhổn hỗn quân. Ta vừa chứng kiến pha tấn công ở khu vực giữa sân của Randy. Trước khi Thái Lan có một năm 2023 bùng nổ ở CV League, thì ở nội dung bóng chuyền nam, bóng chuyền trong nhà của Nam, Indonesia vẫn là cường quốc số 1 Đông Nam Á. Để có thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta xem lại. Phá đánh bóng của Randy, bóng chạm chắn và đi ra ngoài. Vật liệu Xây Dựng Bình Dương đã phải xin time out. Lần hội ý chiến thuật 30 giây đầu tiên của vật liệu Xây Dựng Bình Dương và cũng là đầu tiên của hai đội ở trong set đấu thứ hai này. Thành phố Hồ Chí Minh là tập thể với những vận động viên ngoại như Randy, với cây truyền hài kỳ cựu của đội tuyển quốc gia, và Tràng An Ninh Bình Giang Văn Đức, với đối truyền đã từng chơi rất hay trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh Văn Hạnh, hay một chủ công có thể chuyền một tốt Lâm Văn Xanh, một đội hình có thể xem là dream team ở vòng chung kết giải hạng A quốc gia nam năm nay. Phát bóng của Văn Hạnh, vận động viên sinh năm 1987, năm nay đã 37 tuổi. Văn Hạnh phát bóng không qua lưới, điểm 4-6 cho vật liệu Xây Dựng Bình Dương. Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Giang Văn Đức chuyền cho ai đây? Đó là Văn Hạnh. Và đánh bóng từ biên 2 và sau vạch 3m. Randy, một pha đánh chéo gắt của chủ công người Indonesia. Sự khác biệt từ ngoại binh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một tay chắn với Randy là không đủ để ngăn cản anh.
một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 8-4. Một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 9-4. Ứng cử viên số 1 cho suất thăng hạng của Nam ở giải hạng A năm nay đang dần lấy lại thế trận trước Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Từ phát bóng của Lâm Văn Xanh, Trần Đình Quý không qua được tay chắn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đó có lẽ là cái tay chắn của Bùi Xuân Tiến, một tình huống mà Bùi Xuân Tiến nhảy lên chắn bóng cùng với Randy. Đúng là cái tay chắn của Xuân Tiến số 10 với pha tấn công vừa rồi của Trần Đình Quý. Và Vật liệu Xây dựng Bình Dương đã phải xin hội ý lần thứ 2 ở trong set đấu thứ 2 này. Lần hội ý cuối cùng của Vật liệu Xây dựng Bình Dương ở trong set đấu này. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn còn nguyên hai quyền tham ảo ở trong set 2. Set đấu đã khởi đầu rất khó khăn với huấn luyện viên Dương Tấn Vinh và các học trò. Nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh mà chúng ta đang theo dõi là một nhà thi đấu mới. Và vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay là giải đấu tầm cỡ quốc gia đầu tiên được tổ chức ở nhà thi đấu này. Nhà thi đấu nằm trong khuôn viên của sân vận động tỉnh Trà Vinh và có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, cách bến xe tỉnh Trà Vinh khoảng 1 cây số. Bóng ngoài mất rồi, điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 11-4. Sẽ tiếp tục là tình huống phát bóng của Lâm Văn Xanh. Pha xử lý của Randy. Và Trần Đình Quý đã ngắt được mạch lên điểm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 5-11 cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Dương. Điểm của Vật liệu Xây dựng Bình Dương 6-13. Tám đội bóng nam tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay được chia làm hai bảng đấu. Trong đó thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Vật liệu Xây dựng Bình Dương nằm ở bảng B. Bảng đấu có sự góp mặt của quân khu 3 và đội chủ nhà Trà Vinh. Bốn đội bóng còn lại nằm ở bảng A của Nam là Thành phố Hồ Chí Minh, SK Burness Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Bến Tre.
Trần Đình Quý. Người đã phòng thủ hàng sau tốt là Lâm Văn Xanh, nhưng Randy lại không thể qua được tay chắn của vật liệu xây dựng Bình Dương. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 7-14. Đội vật liệu xây dựng Bình Dương xin thay người số 13 ra sân, số 2 Võ Văn Lâm vào sân. Và bây giờ thì vật liệu xây dựng Bình Dương, huấn luyện viên Dương Tấn Vinh đã thay truyền 2. Người vào sân là Võ Minh Long. Một cây truyền 2 đã từng truyền cho Sanet Khánh Hòa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Ở sân chơi vô địch quốc gia. Điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 15-7. Minh Long. Một pha xử lý tinh quái của số 8 Quốc Huy. Tình huống mà khi mà Quốc Huy chạm bóng, bóng đã dưới tay chắn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và anh xử lý bằng cách đẩy bóng chạm tay chắn và rơi bên phần sân của đối phương. Phát bóng ra ngoài, cần phải hạn chế những tình huống phát bóng hỏng này. Nếu như vận động viên của vận động viên Bình Dương muốn rút ngắn cái biệt điểm số với Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì họ cần phải hạn chế những tình huống phát bóng hỏng như vậy. Đó không hẳn là những tình huống phát bóng tấn công. Phản đánh bóng của Trần Đình Quý. Văn Hạnh mang về thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 17-8. Sau một set đấu mở màn chơi choạch choạc thì bây giờ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy vì sao họ được xem là ứng cử viên số 1 cho suất lên hạng ở giải Nam năm nay. Minh Long chuyển cho ai đây? Đó là Trần Đình Quý ở biên hai. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 9-17. Khi mà Trần Đình Quý không thi đấu cho vật liệu xây dựng Bình Dương đã có một mùa giải như vậy thì Tô Quốc Bảo là đối chuyển của Bình Dương, nhưng lúc này thì anh đang phải ngồi trên ghế dự bị, nhường lại vị trí đối chuyển cho Đình Quý. Đình Quý thêm một điểm số nữa cho vật liệu xây dựng Bình Dương 10-17. Cách biệt vẫn còn rất lớn. Tình huống chuyền cao tay của Quốc Huy cho Đình Quý. Và người phát bóng là Tấn Khoa. Pha đánh bóng của Văn Hạnh. Bóng hướng thẳng đến vị trí của Minh Long. 18-10 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội trưởng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã 37 tuổi. Giang Văn Đức, Văn Hạnh. Một tình huống ghi điểm ở biên 2 từ sau vạch 3 mét. Rất thường thấy của các đối chuyền. 19-10, một pha đánh nghi. Tỷ số sẽ là 1-1 sau khi kết thúc set đấu thứ hai này. 10 điểm là một khoảng cách quá khó để săn lấp với vật liệu xây dựng Bình Dương. Bóng trong sân. Bóng trong sân và đó được tính là một điểm A cho Văn Hạnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống quay chậm này. Rất khó để đoán định.
nhưng trọng tài đã xác định bóng trong sân. 21-10 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bình Long đánh bóng của Phú Công bên phía Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương, bóng đi ra ngoài. Điểm Vật liệu Xây dựng Bình Dương 11-21. Đình Quý đang chỉnh thước ngắm. Và ghi điểm của Lâm Văn Xanh. 22-11 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Lâm Văn Xanh chia tay Elvin Anh Ninh Bình cùng với việc Quản Trọng Nghĩa không giữ được phong độ cao đã khiến cho LP Bank Ninh Bình gặp vấn đề ở khâu truyền một, khi mà họ chỉ còn một mình Duy Phúc để bao hàng sau. Và đó cũng là một trong những lý do khiến cho LP Bank Ninh Bình đã thi đấu rất chật vật ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay. Và Đức Văn Hách. 23-12 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thay người. Quán Ngọc rời sân và người vào sân đó là Trung Hiếu. Một sự thay đổi ở vị trí phụ công. Điểm cho Công an, xin lỗi, điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương 13-23. Vận động viên của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát bóng đi ra ngoài. Tình huống phát bóng của Dương Minh Tiến sau khi xuống hạng. Ở mùa giải năm ngoái thì Vật liệu Xây dựng Bình Dương đã chia tay ba trụ cột trong đội hình của họ. Đó là đối chuyền Trần Anh Tú, chủ công Hoàng Xuân Trường và phụ công Nguyễn Hùng Cường. Vừa có thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 24-13 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Hạnh là người đã mang về set point cho đội bóng của huấn luyện viên Vũ Văn Duân. 11 set point cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh và set đấu này chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về họ. Chỉ còn là thời gian mà thôi. Rồi có thêm một pha ghi điểm nữa của Tấn Khoa. 14-24. Hãy cùng xem là liệu Vật liệu Xây dựng Bình Dương nói vui là có qua rằm ở set đấu này được hay không. Trần Đình Quý đã bị block. 25-14 và đó là tỷ số của set đấu thứ hai với phần thắng nghiêng về Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là sau hai set đấu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Vật liệu Xây dựng Bình Dương đang tạm hòa nhau 1-1.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh để theo dõi những diễn biến trực tiếp cuộc đối đầu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Cuộc đối đầu trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2024. Lúc này thì hai đội chuẩn bị bước vào set đấu thứ 3 và Giang Văn Đức sẽ là người chuyền bóng, sẽ là người phát bóng mở màn cho set đấu thứ 3. Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng thi đấu trong trang phục màu đỏ. Còn Vật liệu Xây dựng Bình Dương là đội thi đấu trong trang phục màu xanh. Điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương 1-1. Pha đánh bóng của Quốc Huy. Quốc Huy phát bóng. Giang Văn Đức. Và đã có thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, người ghi điểm đó là Quán Ngọc. Bóng của Randy. Đội 1 không tốt và thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 3-1. Xử lý đầy tinh quái của Giang Văn Đức và người đang ghi điểm đó là Văn Hạnh. Pha phát bóng quá thiếu chính xác của Randy. 2-4 cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Randy Tamamilang là một trong những vận động viên của Indonesia đã thi đấu 2 chặng của CV League Nam năm nay. Indonesia là đội đã xếp thứ 2 ở cả 2 chặng của CV League năm nay. Điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương, pha ghi điểm của Trần Đình Quý. Giang Văn Đức và đó là Văn Hạnh. Một pha bỏ nhỏ thành công. Và cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Màn phối hợp giữa hai chiến binh kỳ cựu của bóng chuyền Nam Việt Nam. Bảy ba cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Đình Quý.
có điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương và đó là pha ghi điểm của Nguyễn Quốc Huy. 4-7 điểm bóng cho Bình Dương. Cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Lại là một tình huống phát bóng hỏng nữa của vật liệu xây dựng Bình Dương. Và phát bóng hỏng là của Minh Đạt. Rất nhiều lần trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta thấy các vận động viên của vật liệu xây dựng Bình Dương phát bóng lỗi và tặng điểm cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Văn Xanh phát bóng. Trần Đình Quý không qua được tay chắn của Randy và một phụ công. Đó là Bùi Xuân Tiến. Đôi. Điểm 9-5 cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Văn Hạnh có vẻ như là bóng ra ngoài nhưng trọng tài xác định bóng chạm chắn và điểm cho công an thành phố Hồ Chí Minh 10-5. Vẫn đang là cầu phát bóng của Lâm Văn Xanh. Một cầu phát bóng đang mang về nhiều điểm cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Trần Đình Quý. Và Đình Quý vẫn luôn là tay cắt điểm bên phía vật liệu xây dựng Bình Dương. Điểm bóng bây giờ là 6-10 cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Lại phát bóng hỏng. Đó là tình huống phát bóng của Dương Minh Tiến, phụ công số 7. Randy đang thi đấu trên sân và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Pinsarun chưa có cơ hội thi đấu. Công an thành phố Hồ Chí Minh chiêu mộ hai ngoại binh nhưng trong cùng một thời điểm thì sẽ chỉ được một vận động viên ngoại để xuất hiện ở trên sân mà thôi. Pha bật nhảy từ sau vạch 3m của Trần Đình Quý hướng thẳng đến bóng, hướng thẳng đến vị trí của Lâm Văn Xanh. Randy. Điểm nữa được ghi bởi Randy Tamamilang, một trong năm ngoại binh góp mặt ở vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay. Vẫn là những điểm số cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu thứ ba đang diễn ra với cục diện giống như là trận đấu thứ hai khi mà công an thành phố Hồ Chí Minh đang áp đảo so với vật liệu xây dựng Bình Dương. Một pha block của Randy. Trần Đình Quý đánh bóng rất mạnh. Văn Hạnh. Và 14-7 cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Vật liệu xây dựng Bình Dương đã phải xin time out. Lần hội ý chiến thuật 30 giây đầu tiên của vật liệu xây dựng Bình Dương ở trong trận đấu thứ 3 này.
sau set đấu đầu tiên trời thăng hoa thì bây giờ các học trò huấn luyện viên Dương Tấn Vinh đang gặp nhiều khó khăn trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu đang diễn ra theo hướng có lợi cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Văn Duẩn. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Hồng Huy là một cựu truyền hai và là em trai của cựu chủ công Nguyễn Hồng Hảo, người lúc này đang là trợ lý huấn luyện viên ở đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Pha đánh len thành công, điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương 8-14. Lần này đã không thể qua được tay chắn của Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Đó là cái tay chắn của phụ công mặc áo số 19 Tấn Khoa. Sang Văn Đức, Randy, bóng chạm chắn và đi ra ngoài. Điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 15-9. Bóng của Đình Quý, điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương 10-15. Điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương 10-15. Lâm Văn Xanh, điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Lẽ ra thì bóng đã đi ra ngoài, nhưng trước khi ra ngoài thì bóng lại chạm vào một vận động viên của Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Có lẽ là vận động viên ở hàng trên nhảy lên chặn bóng. 17-10 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quán Ngọc phát bóng, Anh Kiệt chuyền cho ai? Và đánh bóng của Quốc Huy. Điểm 11-17 cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. MC phát bóng, pha xử lý của Lâm Văn Xanh rất tinh quái. 18-11 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha đẩy bóng chứ không phải là đập bóng. Randy rời sân, nhường lại vị trí cho Lê Quang Đoàn. Và cùng với đó thì Văn Hạnh cũng rời sân và nhường lại vị trí cho Đoàn Trung Hiếu số 16. Và Giang Văn Đức rời sân, Pin Sarun được tung vào sân.
Đội trưởng trên sân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh lúc này là Lâm Văn Xanh. Ba sự thay đổi ở các vị trí chủ công, đối chuyền và chuyền hai bên phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh của luyện viên Vũ Văn Duân. Pinsarun sẽ chơi thay Văn Hạnh ở vị trí đối chuyền, Trung Hiếu thay Giang Văn Đức ở vai trò chuyền hai và Quang Đoàn sẽ thay cho Randy ở vai trò chủ công. Để bóng lúc này là 12-18 cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Bây giờ thì chúng ta mới được thấy Pinsarun thi đấu, một vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia. Tuy nhiên thì nếu tôi nhớ không nhầm thì Pinsarun là vận động viên dự bị cho Quân Mò ở đội tuyển quốc gia Campuchia. Những năm gần đây thì Campuchia cũng có được sự đầu tư mạnh mẽ cho môn bóng chuyền, và tại SEA Games năm 2023 diễn ra ở Phnom Penh thì Campuchia đã giành được huy chương bạc ở nội dung bóng chuyền nam. Mười ba mười chín cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Pha ghi điểm của phụ công Dương Minh Tiến. Pha đánh bóng của Pinsarun, bóng đi ra ngoài và 14-19 thêm một điểm nữa cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Pinsarun đã chủ định đánh y, nhưng đó là một tình huống đánh bóng không chuẩn xác. Mười lăm mười chín cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Đó là một điểm ace. Trọng tài bắt lỗi. Lỗi hai chạm với cây chuyền hai Trung Hiếu. Một tình huống mà Trung Hiếu đã chuyền bóng cao tay và bị bắn lỗi hai chạm. Rồi, Công an thành phố Hồ Chí Minh xin cảm nhận thứ nhất của đội hình thi đấu thứ ba. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xin tham ao lần hội ý chiến thuật 30 giây đầu tiên của huấn luyện viên Vũ Văn Duân ở trong set đấu thứ ba này. Mấy giây hội ý đã trôi qua. Và ngày mai thì vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia sẽ diễn ra 3 cặp đấu. Vào lúc 16 giờ sẽ là cặp đấu ở bảng C của nữ giữa Thái Nguyên gặp Hải Dương. Sau đó dự kiến vào lúc 18 giờ sẽ là cặp đấu giữa Vĩnh Phúc gặp Kinh Bắc Bắc Ninh. Và vào lúc 20 giờ sẽ là cặp đấu giữa Vĩnh Long gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cả 3 trận đấu diễn ra vào ngày mai đều là các trận đấu ở bảng C của nữ. Các đội bóng nam sẽ được nghỉ thi đấu một ngày. Từ từ, vô lại đã. Số 16 ra sân, số 17 vào sân. Và bây giờ thì huấn luyện viên Vũ Văn Duân đã buộc phải tung Randy cùng với Văn Hạnh vào sân. Randy vào sân thì tất nhiên là Pinsarun sẽ rời sân. Pinsarun rời sân thì cơ hội thi đấu sẽ trở lại với đội trưởng Văn Hạnh ở vị trí đối chuyền. Cách biệt lúc này chỉ còn là 2 điểm mà thôi ở trong set đấu thứ 3. Randy bóng ngoài và đó là điểm số cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Vận động viên Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bóng đã chạm vào vận động viên của Bình Dương, bóng đã chạm tay chắn
Nhưng quyết định của trọng tài Trần Thanh Phong đã được đưa ra và giải bóng chuyền hạng An quốc gia không có video challenge. Không có video challenge và trọng tài Trần Thanh Phong đã quyết định bóng không chạm chắn và đi ra ngoài sân. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 18-19. Cách biệt còn một điểm thôi và vẫn đang là cầu phát bóng của Dương Minh Tiến. Một cầu phát bóng đã mang về rất nhiều điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương ở trong set đấu này. Văn Hạnh, điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 20-18. Vật liệu xây dựng Bình Dương 19-20. Đó là Trần Đình Quý. Trần Đình Quý ở biên 2. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Sang Văn Đức. Pha đánh bóng của Văn Hạnh. Nhưng điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương có lẽ là đã có lỗi với Giang Văn Đức. Hãy cùng xem lại tình huống này. Dường như là dẫm vạch. Không, Giang Văn Đức có lẽ là đã đưa gót chân qua vạch giữa sân. 20-20. Bây giờ thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phải xin tạm dừng để hội ý lần thứ hai. Trận đấu thứ ba đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi mà vật liệu xây dựng Bình Dương lúc này đã san bằng cách biệt điểm số ở trong trận đấu này. Huấn luyện viên Vũ Văn Duẩn đã buộc phải xin tham ao lần thứ hai. Ông cũng đã sử dụng hết quyền thay người với một loạt những sự điều chỉnh nhân sự vừa qua. Phát bóng của Đỗ Anh Kiệt, cây chuyền hai của vật liệu xây dựng Bình Dương trên sân lúc này. Randy, 21-20 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sự khác biệt đến từ ngoại bình người Indonesia. Trần Đình Quý. Pha đánh bóng của Quốc Huy không qua được tay chắn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 22-20. Bây giờ thì đến lượt vật liệu xây dựng Bình Dương xin time out lần hội ý thứ hai của vật liệu xây dựng Bình Dương ở trong set đấu thứ ba này, và chúng ta vừa xem lại pha block có điểm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một tình huống hai chắn. Set đấu thứ ba đang diễn ra rất hay. Sử dụng hết cả hai quyền hội ý ở trong set đấu thứ ba này. Giang Văn Đức phát bóng.
ban tổ chức đã phải nhắc nhở với các cổ động viên của Công an Thành phố Hồ Chí Minh dừng đánh trống. Khi bóng ở trong cuộc, điểm cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương không, đó là điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài xác định bóng ngoài, trọng tài xác định bóng ngoài và đã có những chiếc thẻ vàng được rút ra để hạ bớt những cái đầu nóng bên phía Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương cũng như là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có thẻ vàng có lẽ là với Minh Đạt. Minh Đạt cần phải giữ bình tĩnh. Thủ công số 6 của Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương cần phải bình tĩnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đánh bóng này. Góc quay này chúng ta vẫn chưa thể xác định được là Tấn Khoa có đánh bóng trong sân hay không. Vòng chung kết giải hạng A quốc gia không có video challenge và ở tình huống vừa rồi thì trọng tài chính, trọng tài số 1 ông Trần Thanh Phong đã bắt bóng ngoài. Và vận động viên của Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương phản ứng đã phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng với Minh Đạt. Theo luật thì chỉ có đội trưởng được phép phàn nàn với trọng tài, được phép khiếu nại mà thôi. Minh Đạt không phải là đội trưởng trên sân của Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Bị lỗi thẻ vàng và số 6 của bóng cũng lỗi hành vi. Lỗi hành vi với Minh Đạt. Đánh bóng của Trần Đình Quý. 21-23 điểm cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Quá đáng tiếc tình huống phát bóng hỏng của Quốc Huy. Một pha phát bóng hỏng tai hại ở một thời điểm rất quan trọng. Quốc Huy đã tặng set point cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và tình huống phát bóng hỏng của anh có lẽ cũng khiến cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương sẽ phải nhận thất bại ở trong set đấu thứ 3 này mất thôi. Minh Đạt vừa cứu được một set point cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương 22-24. Nhưng cách biệt vẫn đang là 2 điểm. Pha phát bóng quá tai hại của Quốc Huy. Bây giờ thì Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương đã bị dồn vào chân tường ở trong set đấu thứ 3 này rồi. Điểm ace. Điểm ace và 23-24 cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Cách biệt còn 1 điểm mà thôi. Qua phát bóng. Nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có được điểm số thứ 25. Bóng chạm trán và đi ra ngoài. 25-23. Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng có thể nói là nhọc nhằn ở trong set đấu thứ 3 này. Người ghi điểm số thứ 25 là đội trưởng Văn Hạnh. Chắc chắn là bóng đã chạm tay chắn của Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Góc quay này cho thấy rất rõ điều đó. Một set đấu kết thúc với phần thắng nhọc nhằn cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, dù đã có thời điểm họ dẫn với cách biệt tương đối an toàn. 25-23 và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm dẫn Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương 2-1 sau 3 set đấu.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2024. Giải đấu đang diễn ra tại thành phố Trà Vinh và được tần suất trực tiếp trên các kênh sóng và hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, với cuộc đối đầu rất hấp dẫn giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Hôm nay thì hai đội chuẩn bị bước vào set đấu thứ tư. Vật liệu Xây dựng Bình Dương là những người thi đấu trong trang phục áo màu xanh, còn Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu trong trang phục áo màu đỏ vàng. Lúc này thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn Vật liệu Xây dựng Bình Dương với tỷ số là 2-1, và Vật liệu Xây dựng Bình Dương sẽ là người phát bóng trước ở trong set đấu thứ tư này. Văn Hạnh, điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-0. Văn Hạnh chính là người đã ghi những điểm số 25 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở set đấu thứ 2 và set đấu thứ 3. Randy Tamamilang phát bóng. Lâm Văn Xanh, bóng đã đi thẳng vào người của Minh Đạt trước khi đi ra ngoài sân. 2-0 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha đánh hụt bóng của Phụ Công Vật liệu Xây dựng Bình Dương, điểm 3-0 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Pha đánh hụt của Phụ Công Tấn Khoa, số 19. Randy phát bóng. Đây là cơ hội cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Giang Văn Đức đẩy bóng ra biên cho Lâm Văn Xanh. Thêm một pha ghi điểm nữa ở biên 4 của Lâm Văn Xanh. Không phải mẫu vận động viên thi đấu bùng nổ như Randy hay Văn Hạnh, nhưng khả năng tấn công ghi điểm của Lâm Văn Xanh là cực kỳ ổn định. 4-0 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, và Vật liệu Xây dựng Bình Dương đã phải xin hội ý lần tham ảo thứ nhất của Vật liệu Xây dựng Bình Dương ở trong set đấu thứ tư này. Một set đấu mà họ không được phép thua nếu vẫn còn muốn lội ngược dòng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Randy phát bóng. Pha đánh bóng của Quốc Huy. Tấn Khoa không qua được tay chắn của Quán Ngọc. Một màn đối đầu giữa hai phụ công bên phía hai đội, Tấn Khoa và Quán Ngọc. Và người đã chiến thắng đó là Quán Ngọc, một pha block. Năm không cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm số đầu tiên của Vật liệu Xây dựng Bình Dương ở trong set đấu thứ tư này lại đến từ một tình huống phát bóng thiếu chuẩn xác của Randy. Pha phát bóng của Quốc Huy. Lâm Văn Xanh ghi thêm một điểm nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 6-1. Điểm cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Người ghi điểm đó là Minh Đạt. 2-6 cho Vật liệu Xây dựng Bình Dương.
Tấn Khoa phát bóng. Văn Hạnh. Bóng hướng thẳng đến vị trí của Quốc Huy và không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. 7-2 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội hình mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu ở trên sân lúc này có lẽ cũng là đội hình mạnh nhất của họ tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay rồi. Những thử nghiệm của huấn luyện viên Vũ Văn Duân ở trong set đấu thứ 3 đã không đem lại hiệu quả. Pinsarun Trung Hiếu và Quang Đoàn đã không để lại được nhiều dấu ấn. Và đây có lẽ là đội hình mạnh nhất của Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở giải đấu tại Trà Vinh lần này. Đình Quý chỉnh thước ngắn nhưng anh đã bắn lệch rồi. Bóng không qua lưới. 8-3 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một tình huống xử lý không tốt của libero Đinh Văn Chí. Đánh bóng của Minh Đạt, bóng đã chạm vào tay chắn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 4-9 cho Vật liệu xây dựng Bình Dương. Điểm số được ghi bởi Văn Hạnh. Sau Đinh Văn Tú và phần nào đó là Hoài Phương ở đội Nam Thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này Văn Hạnh cũng đã tìm được một cây truyền hài đồng đội lý tưởng với mình, Giang Văn Đức, người luôn được biết đến với những tình huống chuyền bóng rất ổn định. Một trong những truyền hài có những đường chuyền mang tính ổn định cao nhất trong giới bóng chuyền Nam Việt Nam. Minh Tiến phát bóng. Giang Văn Đức. Randy. 11 năm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm nữa cho Vật liệu xây dựng Bình Dương. 6-11. Và đã có thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, người ghi điểm đó là Phụ Công Quán Ngọc. 12-6 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ là trận đấu này sẽ khép lại ở set đấu thứ 4. Một tình huống đánh lao dài. Trận đấu tiếp theo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cuộc đối đầu với Trà Vinh. Và đó sẽ là một màn so tài
mà chúng ta chờ đợi những tình huống tấn công từ biên hai của Quốc Duy và Văn Hạnh, những cây đối truyền đã từng khoác chung màu áo của thể công Tân Cảng. Trong khi đó, với vật liệu xây dựng Bình Dương thì trận đấu thứ hai của thầy trò luyện viên Dương Tấn Vinh tại vòng chung kết giải hạng A quốc gia năm nay sẽ là màn so tài với quân khu 3. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 8-12. Pha xử lý của Lâm Văn Xanh quá là tinh quái. 13-8 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa bóng về khoảng sân trống bên phía vật liệu xây dựng Bình Dương. Tình huống đưa bóng qua tay chắn của Đình Quý và đi sâu về góc cuối sân. 13-8 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quán Ngọc phát bóng. Xử lý của Minh Đạt. Văn Hạnh mang về thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 14-8. 37 tuổi và nếu tính cả tuổi mụ thì có lẽ là 38 tuổi. Văn Hạnh là một trong những cây trường sinh, những vận động viên lớn tuổi góp mặt tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay. Những cái tên khác mà chúng ta có thể kể tới như Ngô Văn Kiều của SK Pernes Khánh Hòa, Vũ Văn Cao, libero của Trà Vinh hay Lê Văn Lâm, libero của quân khu 3. Đó là điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Trọng tài xác định bóng ra ngoài. Bóng đã chạm vào tay chắn của Văn Hạnh trước khi bay ra ngoài. Điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lỗi dính bóng với cây chuyền hai anh Kiệt. 15-9 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Hạnh phát bóng. Và đó là điểm số cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Pha ghi điểm của phụ công Dương Minh Tiến. Đến vật liệu xây dựng Bình Dương 10-15. 10-15. Ở giải Nam năm nay thì 8 đội bóng tham dự sẽ chia vào 2 bảng đấu. Và sau khi kết thúc vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng. Và kết thúc vòng bảng thì 2 đội nhất nhì sẽ vào đấu chéo ở vòng bán kết. 2 đội nhất nhì của mỗi bảng. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 11-16. Minh Đạt phát bóng. Giang Văn Đức. Văn Hạnh không qua được tay chắn của vật liệu xây dựng Bình Dương.
12-16 cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Một tình huống chắn bóng có sự có mặt của Quốc Huy. Pha block thành công ở biên 2 theo hướng tấn công của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây lần thứ nhất ở trong set đấu thứ tư này. Và ghi điểm của phụ công Bùi Xuân Tiến 17-12. Xuân Tiến phát bóng. Đây là cơ hội cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình huống đánh hai chuyền của Giang Văn Đức. 18-12 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ở set đấu đầu tiên thì Giang Văn Đức đã có một tình huống đánh hai chuyền bị block và qua đó giúp cho vật liệu xây dựng Bình Dương có được điểm số thứ 25 của set mở màn. Nhưng vừa rồi thì Giang Văn Đức đã sửa sai với một tình huống đánh hai chuyền ghi điểm cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm 13-18 cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Có lẽ nếu vật liệu xây dựng Bình Dương vẫn còn bộ ba Xuân Trường, Anh Tú và Hùng Cường ở trên sân thì trận đấu này sẽ trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Ba vận động viên trụ cột của vật liệu xây dựng Bình Dương đã chia tay đội bóng để chuyển tới khoác áo LP Bank Ninh Bình ở mùa giải năm nay. Mười chín mười ba cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh xin thay người số 9 ra sân, số 5 Lê Quang Toàn vào sân. Điểm của phụ công Quán Ngọc 20-14, thêm một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống phát bóng của Quang Đoàn. Và đã có điểm số cho vật liệu xây dựng Bình Dương với một pha phối hợp đánh bóng chiến thuật của Quốc Huy và các đồng đội. Một tình huống đánh nhanh trước trông sau. Và ghi điểm của Lâm Văn Xanh 21-15.
lẽ là thầy trò luyện viên Dương Tấn Vinh sẽ phải nhận thất bại 1-3 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta chưa thấy triển vọng gỡ hòa của vật liệu xây dựng Bình Dương, vẫn đang là mạch lên điểm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh 22-15. Công bằng mà nói thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đánh giá cao hơn vật liệu xây dựng Bình Dương ở cuộc đối đầu này trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương, pha đánh y thành công của Minh Đạt 16-22. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Bóng đã chạm vào tay chắn của Văn Hạnh. Giang Văn Đức và Văn Hạnh. Lần này thì Minh Đạt đã bị block. 23-16, một điểm số nữa cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một tình huống mà hàng trên của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt bài được pha chuyền bóng của anh Kiệt. 17-23. Và ghi điểm của Dương Minh Tiến. Matchpoint cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Số nữa cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Điểm A cho Minh Đạt và vật liệu xây dựng Bình Dương. Một tình huống mà Quang Đoàn đã không thể bắt buộc một thành công. Công an Thành phố Hồ Chí Minh xin time out. Lần hội ý chiến thuật thứ hai của huấn luyện viên Vũ Văn Duân ở trong set đấu thứ tư này. Huấn luyện viên Vũ Văn Duân là một cựu vận động viên bóng chuyền. Anh quê ở Thanh Hóa và cũng là CEO của một thương hiệu giày khá được biết đến trong giới bóng chuyền phủi. Vẫn còn tới 5 match point cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống đánh hai chuyền của Giang Văn Đức. Điểm cho vật liệu xây dựng Bình Dương 20-24. Tình huống đánh hai chuyền không thành công của Giang Văn Đức đã giúp cho Quốc Huy ghi điểm số thứ 20 cho vật liệu xây dựng Bình Dương ở trong set đấu này. Minh Đạt phát bóng. Điểm A thứ hai của Minh Đạt ở trong set đấu thứ tư này. 21-24 cho vật liệu xây dựng Bình Dương. Vẫn còn 3 match point cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này thì Minh Đạt phát bóng
không qua lưới và trận đấu đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Văn Duân giành chiến thắng trước Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương sau 4 set đấu với tỷ số 3-1. Và tỷ số cụ thể của các set đấu lần lượt là 19-25, 25-14, 25-23 và 25-21 nghiêng về Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nam của giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay đã lội ngược dòng thành công trước Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương của huấn luyện viên Dương Tấn Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối đầu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương cũng đã khép lại buổi tường thuật trực tiếp ngày thi đấu thứ hai vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 16 giờ ngày mai với cặp đấu ở bảng C của nữ giữa Thái Nguyên và Hải Dương.
Bạn muốn